Và anh em nhớ đừng có bịt cái đường mà muối nó lên nhá. Không được bịt cái chỗ muối nó lên. Ôi trời, ôi nhiều muối dã man chưa anh em. Đấy, anh em lấy cái khi giữ muối này nó lên nhiều dã man luôn này. Đấy, anh em xịt thuốc vào đây thôi. Cái thuốc này nó gọi là cái thuốc sông nha anh em nhé. Khi muối thợ nó mang cái thuốc này về tổ thì nó sẽ làm cái con muối chúa nó bị trúng độc và nó chết. Thì như vậy chúng ta sẽ tiêu diệt được cả đàn muối luôn. Xin chào anh em. Chúc anh em ngày mới vẻ nhá. Anh em ơi, những lần trước là mình đã hướng dẫn anh em các cái video về bẫy chuột, bẫy rán, bẫy ruồi, bẫy muỗi anh em ạ. Thì ngoài những cái con vật đấy ra anh em, thì còn một cái loại sinh vật nữa nó gây hại cho nhà anh em, cực kỳ khó chịu luôn anh em ạ. Thậm chí có rất nhiều gia đình bị sư chết vì cái loại sinh vật này anh em ạ. Đó chính là con muỗi này anh em. Nhà anh em nào có muỗi thì anh em sẽ hiểu được cái cảm giác muỗi nó đục quét nhà anh em như thế nào anh em. Đây anh em, đây là cái đống muối ở công ty mình này. Thường là ở dưới những cái thùng cắt tông mà muối nó đục từ dưới nền nhà lên. Đây là nó ăn bao nhiêu này. Giấy này anh em. Một vấn nạn luôn, cực kỳ kinh khủng khiếp. Đây nữa anh em, muối nó xây đường đi quanh từng nhà luôn này. Cái đường đi cực kỳ bá đạo. Đây, các đường đi nó, anh em thấy nó kinh khủng khiếp không? Rồi, ở dưới đất nó chui lên này đấy. Anh em thấy dã man Hello. chưa? Thì trước khi vào việc làm cái bẫy để tiêu diệt loài muỗi này, thì tôi muốn giới thiệu sơ qua cho anh em một chút về cái loài muỗi. Thứ nhất là cái con muỗi là nó làm tổ ở dưới lòng đất anh em. Đây là con muỗi chúa này, con muỗi chúa nó được bao bọc bởi một cái tổ rất là chắc chắn ở dưới lòng đất đấy. Thì nó sẽ đẻ ra các quả trứng và tạo thành muỗi thợ. Thì những cái con muỗi thợ này nó sẽ đi đục các cái đường rãnh này để lên các tòa nhà với các cái khu mà có thức ăn ấy, thì nó tìm kiếm thức ăn về và nó nuôi con muỗi chúa này anh em. Đấy, thì cái con muỗi chúa này thì nó được hình thành từ cái con muỗi cánh này anh em. Thì khi mà anh em mà nhìn thấy cái con muỗi nào mà nó bay bay nó có cánh ấy, là anh em phải đập chết nó luôn nhá. Bởi vì cái con này mà khi mà nó rụng cánh rồi ấy là nó sẽ chui xuống đất và nó sẽ làm tổ và nó sẽ tạo thành con muỗi chúa. Sau đó nó đẻ trứng ra, nó tạo ra các muỗi thợ và nó đi đục phá các nhà cửa của anh em nhé. Đấy, thì cái việc mà để diệt muỗi tận gốc anh em thì là chúng ta sẽ phải diệt được cái con muỗi chúa này thì chúng ta mới diệt muỗi được tận gốc. Ok, đó là lý do vì sao hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm cái bẫy để diệt tận gốc cái đàn muỗi này, diệt cả cái con muỗi chúa này luôn anh em. Ok nhá. Đấy, anh em có thể thấy là cái mức độ ăn tàn phá hại của loại muỗi này là cực kỳ kinh khủng khiếp anh em ạ. Và thông báo cho anh em một tin vui, đó là bẫy cái loại muỗi này là cực kỳ khó anh em ạ. Không hề dễ dàng luôn anh em. Khó dã man luôn anh em. Chính vì vậy nên hôm nay mình phải làm cái video này để mình hướng dẫn anh em cách diệt muỗi nhé. Và hy vọng là nó sẽ giúp cho anh em có thể tiêu diệt được đàn muỗi của nhà anh em một cách triệt để nhé. Diệt muỗi tận gốc luôn anh em. Thì đây, đầu tiên anh em phải kiếm cho mình những cái hộp bằng giấy này. Để làm gì anh em biết không? Để làm cái hộp nhử muối anh em. Thì ok, let's go nhá. Bây giờ vào việc nhá. Ok. Đây, hộp bìa cắt tông đây anh em. Thì chúng ta để làm cái hộp nhử muối này cũng đơn giản thôi anh em. Đầu tiên anh em lật úp cái thùng lại. Anh em lấy kéo anh em sọc cho mình khoảng mấy trăm cái lỗ ở dưới này. Đẹp gì anh em biết không? Để cho muối nó dễ chui vào cái hộp nhử muối này hơn anh em ạ. Không sọc thì cũng không sao cả, nhưng mà muối nó chui vào lâu hơn anh em. Sọc này cho nó nhanh, bởi vì mình bẫy nó thì mình phải làm thế nào để cho nó vào bẫy nhanh nhất anh em nhé. Tiếp theo thì mình sẽ có những cái tấm bìa cắt tông này. Mình cắt nhỏ ra, mình thành những cái thanh này, mình đặt vào, xếp vào này. Xếp càng nhiều càng tốt, càng kín càng tốt anh em nhé. Thành nhiều tầng nhiều lớp anh em. Thì bởi vì sao? Vì muối nó sẽ vào được nhiều hơn anh em. Càng nhiều tầng nhiều lớp thì muối nó sẽ vào càng nhiều anh em. Thì mình sẽ thu hút được tất cả các đàn muối nó vào trong cái hộp nhiều muối này. Sau đó mình sẽ dùng thuốc mình xử lý nó anh em. Tiếp theo, dùng băng dính mình bịt nó lại. Thế là xong một cái hộp nhiều muối rất đơn giản. Đấy. Thế này thôi. Tùy vào diện tích thì anh em có thể sử dụng một hoặc nhiều cái hộp nhiều muối này anh em nhé. Đấy. Xong. Đây, sau khi có hộp nhiều muối rồi thì tôi sẽ
đến công ty để tôi giải quyết bọn này. Đây là cái đường muối nền của công ty tôi đây đây. Đây là vừa rồi tôi đặt một cái tấm bìa cắt tông ở đây này, anh em thấy nó sông xung quanh rồi này. Nhắc đến chắc chắn có muối này. Vãi, anh em thấy không? Bẫy muối chúng ta sẽ phải đặt vào những cái vị trí như thế này. Thì muối nó sẽ xông lên toàn bộ cái hộp nhựa muối của anh em. Sau đó chúng ta sẽ dùng thuốc diệt muối BMC90 để chúng ta diệt nha anh em nhé. Phương pháp diệt muối của chúng ta là sẽ dùng thuốc BMC90 để diệt muối tận gốc. Sau khi xác định được cái chỗ muối nó xông lên thì anh em bắt đầu tiến hành đặt cái hộp nhựa muối xuống. Anh em không được di chuyển cái hộp nhựa muối này trong vòng một tuần anh em nhé, để muối nó có thể chui được vào hết cái hộp nhựa muối này anh em nhé. Để kiểm tra xem cái hộp nhựa muối này đã có muối nó vào hay chưa thì anh em có thể là nay nhẹ cái hộp nhựa muối anh em, để xem là nó có chặt hay không. Nếu mà anh em thấy nó chặt chặt thì có nghĩa là muối nó đã vào rồi, còn không thì anh em có thể nhấc nhẹ nó lên xem là muối nó lên chưa. Đây như mình nhấc đây thì đấy, thấy muối nó đã bò lên rồi thì là ok đấy anh em. Thì anh em cứ để thế này khoảng một tuần đến 10 ngày, sau đó chúng ta sẽ nhấc nó ra để dùng thuốc nha anh em nhé. Đây, như vậy là một tuần sau tôi đã đứng trước cái hộp nhựa muối đây rồi anh em. Đây là chúng ta sẽ dùng thuốc BMC90DB để chúng ta diệt cái con muối này anh em nhé. Thuốc này nó gọi là thuốc diệt muối lan truyền. Khi chúng ta dùng cái thuốc này, chúng ta xịt lên cái đàn muối ở trong cái hộp nhựa muối anh em, thì các con muối thực nó sẽ mang theo cái thuốc này về tổ muối anh em, và nó sẽ làm tiêu diệt cái con muối chúa. Đó là cái cách diệt muối mà ngày hôm nay mình hướng dẫn anh em nhé. Và anh em nhớ phải mua được thuốc xịn nhá anh em nhé, thuốc thật đấy. Nếu mà thuốc giả là không diệt được cái con muối này đâu anh em nhé. Thì video hướng dẫn cách để phân biệt cái loại thuốc diệt muối này thật hay giả thì anh em hãy đón xem video sau nhé. Mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết về cách phân biệt loại thuốc này nhé. Còn video này mình chỉ hướng dẫn anh em cách diệt muối rồi đã. Ok. Ok, vào việc thôi. Nhưng mà trước khi vào việc là chúng ta cần phải đeo đồ bảo hộ vào trước anh em ạ. Kính, khẩu trang và găng tay anh em nhé. Bởi vì sao anh em biết không? Bởi vì cái thuốc này nó khá là độc ấy anh em ạ. Lần đầu tiên mình sử dụng mình không đeo kính, không đeo khẩu trang, nên là mình thấy cảm giác khi mà mình sử dụng xong cái thuốc này mình thấy người nó cứ biêng biêng anh em ạ. Cũng khá nguy hiểm đấy anh em. Tuy nó rất là hiệu quả nhưng mà chúng ta cần phải cẩn thận để bảo vệ sức khỏe chúng ta nhé. Ok, vào việc thôi. Rồi bắt đầu đặt nó lên. Ui dồi, anh em nhìn thấy chưa, nhiều muối chưa. Đấy, tiến hành xịt thuốc vào thôi. Đây là muối nó bắt đầu xông rất nhiều trong cái hộp nhiều muối rồi. Cậy ra, nó cậy ra hết cái hộp nhiều muối này ra để xem có những chỗ nào có nhiều muối, chúng ta sẽ xịt thẳng vào nó. Anh em xịt vào mức độ vừa phải nhé, tránh tình trạng xịt nó nhiều quá thì là muối nó sẽ chết trên đường về tổ anh em nhé. Anh em xịt vừa phải thì muối nó sẽ về đến tổ để nó diệt muối chúa anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy nhiều muối không? Và anh em nhớ đừng có bịt cái đường mà muối nó lên nhé, không được bịt cái chỗ muối nó lên. Ôi đời, ôi sổ, ôi nhiều muối dã man chưa anh em. Đấy, anh em thấy cái khi giữ muối này nó lên nhiều dã man luôn này. Đấy, anh em xịt thuốc vào đây thôi. Cái thuốc này nó gọi là cái thuốc sông nha anh em nhé. Khi muối thợ nó mang cái thuốc này về tổ thì nó sẽ làm cái con muối chúa nó bị trúng độc và nó chết. Thì như vậy chúng ta sẽ tiêu diệt được cả đàn muối luôn. Đấy, thế là cách chúng ta diệt muối ngày hôm nay. Đấy, anh em nhìn thấy rất nhiều muối nha. Anh em chỉ cần làm cái hộp giữ muối này đơn giản thế này thôi mà có thể giữ được rất nhiều muối nó vào cái hộp này luôn này anh em. Lần đầu tiên tôi sử dụng cái loại thuốc này nên là kỹ năng xịt nó hơi kém anh em nhé. Em cố gắng làm thế nào nắc đều xịt cho nó tơi tơi. Tôi xịt là nó hơi đóng một chỗ hơi nhiều nha. Khi mà sử dụng cái thuốc này là chúng ta sẽ phải làm đồng bộ luôn, xem còn những cái chỗ nào mà nó có nhiều muối thì chúng ta sẽ giải quyết nốt. Đây thì đây ở phía bên ngoài văn phòng là nó có thêm một cái mấy cái đường muối sông này, thì tôi sẽ đào sới nó lên tôi xịt nốt vào để làm sao là tiêu diệt tận gốc loại bọn muối này anh em nhé. Đây, anh em thấy chưa, muối nó sau khi tôi đã sau khi tôi phá cái tổ nó ra, muối nó xuất hiện này. Đó, xịt thuốc vào thôi. Đó, tiếp tục. Đấy, anh em thấy không, ngày trước lúc tôi mà đặt cái hộp nhiều muối tôi không phát hiện ra cái đống này, hôm nay nhìn thấy tiện thể xịt thuốc vào luôn.
Đấy, anh em nhìn thấy con mối cánh kia chưa? Đấy. Đấy, con mối cánh đây là đoạn là con mối chúa đấy anh em. Mình phải diện luôn con mối cánh đấy, chứ không là sau này nó thành mối chúa đấy. Xịt thuốc vào. Tiếp tục, ui sổ ôi, đấy anh em thấy. Đấy, có mấy con mối cánh đấy. Bọn này là thành mối vua, mối chúa luôn anh em. Diệt tận gốc luôn, có bao nhiêu xử lý hết luôn. Xử lý một mẻ luôn nha anh em, đừng xử lý làm nhiều lượt. Mình phải diệt gọi là toàn diện trên các mặt trận luôn. Thì khi đấy thì mối nó sẽ không còn xuất hiện nữa anh em nhé. Đây còn dưới cái thành gỗ này, chắc là phải nhiều mối lắm đây. Ui xổ ôi, phải một đàn mối cánh thôi anh em. Đấy anh em thấy nhiều chưa? Xịt thuốc thôi. Mày cho bọn mày chết hết luôn. Sau khi xịt thuốc rồi thì chúng ta cứ để lại nó nằm im thế. Một khoảng một tuần anh em nhé. Anh em không được động chạm gì đến cái khu này. Khoảng một tuần. Một tuần sau đây. Chúng ta sẽ đến kiểm tra cái khu mà chúng ta xịt thuốc diệt muỗi này. Đấy. Khi mà không thấy có con muỗi nào nó xuất hiện ở trên cái hộp chữ muỗi này, có nghĩa là muỗi nó đã về tổ hết rồi anh em. Là cái đàn muỗi nó đã bị tiêu diệt hết rồi anh em. Đây. Kiểm tra cái khu ngoài này, không còn một con muỗi nào lượn vởn luôn. Xem dưới thành gỗ này đây, cũng không có con muỗi nào nữa nhá. Đấy. Là đàn muỗi coi như là đã bị tiêu diệt anh em. Thì xong là anh em nhớ thu dọn chiến trường nha, quét dọn thật cẩn thận nhá, vì cái thuốc này nó cũng khá độc đấy anh em nhá. Đây anh em. Như vậy là vừa xong mình đã hướng dẫn anh em cách tự diệt muỗi tận gốc tại nhà, từ A đến Z anh em. Và mình cũng đã tự diệt muỗi cho cái kho của công ty mình. Hết sạch đàn muỗi rồi anh em ạ. Đấy thì chúc anh em áp dụng thành công nhé. Nếu anh em có thắc mắc gì thì anh em hãy comment xuống bên dưới để mình giải đáp cho nhé. Chúc anh em áp dụng thành công nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video này của mình nhé. See you again.